Của Samsung sẽ có tên là Galaxy Bloom, lấy cảm hứng thiết kế từ hộp phấn trang điểm. đã có rất nhiều thông tin dò dỉ về việc Samsung sẽ ra mắt một chiếc smartphone màn hình gập dạng vỏ sò, giống với Motorola Razr vừa ra mắt. Chiếc smartphone bí ẩn này có tên mã là Bloom và có vẻ như đấy cũng sẽ là tên gọi chính thức. Tại sự kiện CES 2020, Samsung đã tổ chức một buổi họp kín với các đối tác quan trọng, không cho truyền thông tham dự. Trong buổi họp kín này, Samsung đã tiết lộ về chiếc smartphone màn hình gập tiếp theo của mình và cũng nói về quyết định sử dụng tên gọi Galaxy S20 thay cho Galaxy S11 sắp tới. Thông tin từ buổi họp kín này đã bị dò dỉ và được truyền thông Hàn Quốc đưa tin. Trong đó CEO DJ Go đã nói về những sản phẩm sắp ra mắt. Một bức ảnh chụp màn hình thuyết trình cũng cho thấy chiếc smartphone màn hình gập tiếp theo của Samsung được gọi là Galaxy Bloom. Tuy nhiên lý do cho việc sử dụng tên gọi này không được tiết lộ. Bên cạnh đó, ông DJ Go còn giải thích rằng thiết kế của chiếc smartphone màn hình gập Galaxy Bloom được lấy cảm hứng thiết kế từ hộp phấn trang điểm của hãng Lancôme. Samsung đã nghiên cứu kỹ người dùng và đưa ra thiết kế smartphone này để nhắm tới đối tượng người dùng là phụ nữ trong độ tuổi 20 đến 30.